Xin chào các bạn nha, đây là một cái cây chống đứng dành cho xe cúp nha. Đấy. Thì đây là một cây chân chống zin. Đối với cây chống đứng zin thì điều đặc biệt là yêu cầu phải có cái cục cao su ở đây. Đây. Cục cao su. Đây là cục cao su zin. Bạn để ý kỹ nha, cục zin nó có hai cái lỗ nè. Cái chân chống đứng zin nha, nó có hai cái lỗ ở hai bên. Còn chân chống lô thì nó có một cái lỗ chính giữa nha. Cái chống zin nó có hai cái lỗ hai bên, đồng thời cục cao su đây phải còn. Rồi, cục cao su này tác dụng là khi các bạn gạt nó như thế này, khi các bạn gạt cái chống lên thì trên cái xe nó có một cái cây sắt chắn ngang, khi như vậy gạt lên nó sẽ đập vô trong đây, cái lò xo nó sẽ đập mạnh cái chống đứng lên, thì cái cục phần này nè nó sẽ đập vô trong cái xe các bạn. Nếu mà không có miếng cao su thì khi các bạn gạt lên một cái thì cái chân chống này nè nó sẽ đập vào cái hộp xích, cái cặp tè đó. Nếu không có miếng cao su nó sẽ đập mạnh lên một cái đụng vào hộp xích mà bị hư, bị móp, rồi đụng vào cái bô, và khi các bạn chạy thì nó sẽ đụng nó kêu rau kịch rất là khó chịu ha. Còn khi có cái cao su này, khi các bạn gạt lên thì nó sẽ đập vô trong cái cây sắt ở trên sườn. Đây nó làm dấu xuống này, cái sắt này khi rồi gạt lên nó sẽ dướng ở trong sau đây, mà khi các bạn chạy nó cũng có gình luôn nhưng mà nó không phát ra tiếng kêu là tại vì nó bị kê này rồi nó hở cái hộp xích lên một khúc như này ha, hở lên khúc như này, nó không đụng vào bô hộp xích, cho nên cái chân chống đứng rất là quan trọng nha. Miêu rồi, đây là cái chân chống đứng bên mình bán hàng còn rất là đẹp, nít sơn còn đẹp nha. Đấy. Sơn còn zin luôn. Và cho chống đứng này á, nó xài 81, 86, 82 cái stem đèn tròn đèn vuông xài chung chân chống đứng này nha. Đó. Có khác nhau gì hết. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đóng đơn cái đơn hàng cái chống đứng này nè. Quy thức mua hàng bên mình là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship COD. Tất cả những khách mua hàng bên mình đều là phải chuyển tiền trước đầy đủ bên mình ship hàng nha. Và đây là một cái chống đứng dành cho một khách ở tỉnh nào ở quên rồi. Giờ đóng hàng đi.
Đứng mà rối quá. Đây. Rồi coi thử cây chống đứng của ai nha. Chống đấng này của anh Ngô Văn Dật, địa chỉ K92 sạc 4, đường Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng. Đà Nẵng là gửi về là chạy ngang qua nhà mình đó. Mình ở Quảng Ngãi. Rồi, phương thức mua hàng bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship COD nha các bạn. Rồi, nhận đủ tiền bên mình mới ship hàng. Đóng xong rồi bọn mình sẽ đem ra bưu điện. Rửa bưu điện nha. Rồi, nhà bạn là sáng hôm nay được hai cọc. Hai cọc đây là của hôm qua, không phải của hôm nay. Thì hôm qua chưa có gửi được, hôm nay mới đi gửi. Rồi các bạn lưu ý là phương thức mua hàng bữa bên Ken là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship COD nha. Các bạn sẽ được coi hình và coi video sản phẩm trước khi các bạn coi. Các bạn muốn coi hình với video các bạn vô Zalo số điện thoại phía trên, hoặc là vô YouTube gõ chữ Phụ Tùng Liên Xe Cấp, nó sẽ ra những cái sản phẩm bên mình nha. Mình cung cấp tất cả các linh kiện liên quan tới xe cấp. Xe cấp các bạn thiếu món nào cứ alo cho mình, bên mình có đầy đủ hết nha. Rồi ok, bye bye, xin cảm ơn tất cả các bạn.